Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Công, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Công, Letlay Lê Lê Siviley làm trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Chinh tại buổi tiếp bí thư thành ủy nguyễn văn quảng vinh dự chào đón đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh sê công đã đến thăm thành phố đà nẵng và bày tỏ trân trọng trước mối thăm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước hai địa phương hai dân tộc việt lào anh em Bí thư Thành ủy mong muốn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sê Công sẽ ngày càng thấm tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó keo sơn, tiếp tục có thêm nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa giữa hai bên, nhất là thời điểm sau đại dịch Covid-19, để vun đắp thêm cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Lào nói chung giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sê Công nói riêng trong thời gian đến. Cảm ơn thịnh tình của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Sê Công, Ledley Sivile cho biết đây là chuyến thăm rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Lào và 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Đồng thời đây cũng là đoàn đại biểu cấp cao đầu tiên của tỉnh Sê Công đến Đà Nẵng sau giai đoạn dịch bệnh. Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Sê Công bày tỏ vui mừng trước những kết quả từ sự hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương, nhắc lại những tình cảm nồng hậu của thành phố Đà Nẵng đối với tỉnh nhà. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian đến, tỉnh Sê Công và thành phố Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết đặc biệt giữa hai bên.